Tình nào mà tình chẳng mờ phai tháng năm, mới yêu với yêu lâu ngày nó khác nhau dữ lắm. Lúc ban đầu nâng niu, bảo vệ nhau bao nhiêu thì càng lâu càng chuyển thành hững hờ bấy nhiêu. Đến nỗi làm rơi cánh cửa vào đầu nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ như không có chuyện gì. Ông nội kia sốc quá không nói nên lời.